Trong quá trình về đích xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trùng tu tôn tạo các công trình tâm linh, giữ gìn cảnh quan nông thôn, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đã linh hoạt vận dụng thu hút các nguồn lực của tỉnh, của huyện và tại chỗ, đặc biệt là các nguồn xã hội hóa của những người con xa quê và các doanh nghiệp. Giếng làng này được gia đình ông Quyết và bà Hương, người con xã Hồng Quang đang công tác tại thành phố Hà Nội, tài trợ hơn 700 triệu đồng cho thôn để cải tạo, làm mới nhằm giữ gìn một công trình gắn với cảnh quan nông thôn. Năm 2017, gia đình ông Quyết còn tài trợ hàng trăm triệu đồng để làm mới đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong điều kiện nguồn ngân sách của địa phương có hạn. Chúng tôi thấy cái việc mà ủng hộ quê hương là cái việc mình tri ân, cũng như là mình đóng góp vào cái việc xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi rất là tự hào về cái quê hương của mình. Từ năm 2021, khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, đến nay tổng nguồn lực xã Hồng Quang huy động là gần 60 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn xã hội hóa từ con em quê hương và một số doanh nghiệp là gần 18 tỷ đồng để xây dựng cải tạo các công trình phúc lợi tâm linh ở địa phương. Điển hình như gia đình các ông Nguyễn Như Hồng, Dương Thị Giáng, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Đình Sinh, Trần Văn Chiến, Nguyễn Đắc Được. Có những thôn chỉ trong 7 năm đã vận động đóng góp được hơn 5 tỷ đồng để xây dựng các công trình của địa phương. Đây cũng là những đóng góp quan trọng để xã Hồng Quang được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Hoặc tiểu ban vận động và tiểu ban kiên thiết xây dựng thông báo rõ từng gia đình một ủng hộ bao nhiêu, đóng góp xây dựng cái gì là anh em được thông báo hết, quá trình làm có thanh tra nhân dân kiểm tra giám sát. Vai trò của người con quê hương, các doanh nghiệp đã đóng góp tiền của và ngày công thì mới có được như ngày hôm nay. Nếu không có thì chắc cũng là rất khó khăn trong cái việc hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Không quá ỷ lại vào nguồn ngân sách, đặc biệt là những công trình nhỏ, công trình tâm linh đảm bảo phục vụ các thiết chế văn hóa, xã Hồng Quang từ lâu đã làm điểm sáng của huyện Ân Thi về việc xã hội hóa trong xây dựng các công trình của địa phương. Đặc biệt khi việc phát huy tính dân chủ, minh bạch trong huy động cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn đóng góp của các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm là con em quê hương.